Trận chung kết trò chơi truyền hình Âm Vang Xứ Thanh lần thứ 18 sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, ngày 2 tháng 8. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện nối 5 điểm cầu truyền hình trực tiếp từ trường quay tổng hợp tới các nhà trường có học sinh tham gia. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng cho một trận chung kết ấn tượng. Song song với quá trình chuẩn bị tại điểm cầu chính ở trường quay tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, các nhà trường có thí sinh lọt vào trận chung kết đã hoàn thành lắp đặt sân khấu ngoài trời, chỉnh trang khuôn viên trường lớp học, thiết kế các tấm pano áp phích, tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Hàng trăm học sinh của các nhà trường cũng đã tập dượt tiết mục mở màn cho trận chung kết, màn cổ vũ ấn tượng với mong muốn lan tỏa tinh thần và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với sân chơi Âm Vang Xứ Thanh. Để làm tốt được cầu truyền hình trong vòng chung kết thì nhà trường cũng đã rất là cố gắng chuẩn bị mọi cái điều kiện về cơ sở vật chất để làm sao đó buổi cầu truyền hình được diễn ra tốt nhất, tổ chức cho các học sinh trong nhà trường tập luyện những nội dung so với yêu cầu chung của buổi chung kết. 4 thí sinh xuất sắc lọt vào trận chung kết, những nhân vật chính của chương trình đang nỗ lực học tập, trau dồi thêm kiến thức cũng như chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho cuộc đấu trí đầy thử thách phía trước. Trận chung kết Âm Vang Xứ Thanh năm thứ 18 sẽ chính thức lên sóng truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, ngày 2 tháng 8 năm 2024 trên kênh TTV và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.